Trên đây là thông tin ban đầu về vụ cháy xảy ra trên địa bàn phường Khương Đình. Mặc dù vụ việc xảy ra vào ban đêm nhưng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý cứu hỏa. Nhiều nhân chứng đã kể lại vụ việc đau lòng này. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo công an thành phố Hà Nội, cục nghiệp vụ của Bộ Công an, lãnh đạo địa phương đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc. Lực lượng chức năng đã điều động khoảng 50 lượt xe cứu hỏa, xe cứu thương đến hiện trường phun vòi rồng vào tòa nhà. Tuy nhiên ngõ nhỏ khiến cho công tác chữa cháy và cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Một nhân chứng kể lại, khi đang ngủ bỗng người thấy mùi khét nên chạy ra ngoài, phát hiện khói đen bốc lên từ chung cư. Do có kiến thức và sự chuẩn bị trước đó, người này đã dùng thang dây để cho các thành viên trong gia đình tụt xuống mặt đất an toàn. Một nhân chứng khác cho biết, ban đêm phát hiện khói lửa bao trùm khu vực tầng 5 và tầng 6 căn chung cư. Cùng thời điểm, nhân chứng nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn chung cư. Sau đó, sự việc được báo cho lực lượng chức năng. Thông tin từ phía lực lượng chức năng, Mỗi tầng được thiết kế với 5 căn hộ có diện tích từ 35 đến 56 m2. Chung cư được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, ba mặt giáp nhà dân, được chia khoảng 40 đến 50 căn hộ cho thuê, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên, trong đó có một hầm để xe, 8 tầng căn hộ và một tầng tum. Hiện tại chưa có thống kê thiệt hại về tài sản.